Ngày xưa, đường bộ và xe cộ lưu thông đường bộ cũng chưa phát triển như bây giờ. Nhu cầu trao đổi hàng hóa thì ngày một tăng cao. Vì là miền sông nước, không tiện nhóm chợ trên cạn nên bà con địa phương bắt đầu tụ tập buôn bán trên sông bằng các phương tiện như xuồng, ghe, tắc rán và chợ nổi Cái Răng cũng được hình thành. Phiên chợ độc đáo miền sông nước này khi mới hình thành nằm ở vị trí giao nhau giữa bốn con sông Cần Thơ, Đầu Xấu, Cái Sơn, Cái Răng Bé liền kề với chợ Cái Răng trên bờ. Tuy nhiên, để thuận tiện hơn cho việc nhóm chợ, chợ được dời qua khỏi cầu Cái Răng về phía Phong Điền, cách vị trí cũ khoảng một cây số. Hiện nay, chợ nổi Cái Răng nằm ở phía hạ lưu sông Cần Thơ, cách cầu Cái Răng 600 mét. Và khi đi tham quan chợ Cái Răng, mọi người không nên bỏ qua làng nghề hủ tiếu Cần Thơ, tập trung ở phường An Bình, quận Ninh Kiều. Làng nghề đã có hơn 45 năm, được hình thành từ những năm 1975 cho đến nay, vẫn giữ được các công đoạn làm hủ tiếu thủ công, chứ không qua máy móc. Các bước để làm ra những sợi hủ tiếu dài và ngon là dùng trấu đốt lò nóng lên, sau đó dùng một lớp bột rạo được pha từ 80% là gạo, 20% là màu của rau củ, sau đó chờ khoảng 20 giây. Tiếp theo sẽ lấy lớp bột gạo đã chín đem phơi nắng, tùy theo làm hủ tiếu khô hay ướt mà phơi bao nhiêu nắng. Rồi, mời mọi người cùng đi tham quan với Vĩnh nha. Vĩnh đang lên lò cốm nha mọi người. Đây. Đây. À, ở dưới có nhân viên ta làm cơm hả chị? À, ok. À, đây. À, nhân viên sướng ha, có khách tới mới làm ha. Làm quay thằng Long nè đó, mới dở ra quá trời luôn rồi, sáng nó đông rồi. À, ông á anh. Ok, cảm ơn anh. Ồ, trời, đây là người ta nuôi ong nè mọi người ơi. Đó. Ăn vì gần nó chích bỏ mẹ luôn. Ở đây là làm cơm. Ừ, cơm sầu riêng nha mọi người. Đó, cô đang cho cơm vào bịch. Cơm này là mình sấy lên hay là sao cô? À, là mình sấy lên hả cô? Sấy nước cốt dừa bạch gia vô rồi cái mình mà ấy cơm vô đường tới rồi đó. Cơm vô thà. À. Đây. Ồ, tiếc quá, cổ vừa làm xong một mẻ phải mình quay được. Đây là cái lò làm cơm này nha mọi người. Cái lò thì đốt bằng bằng chấu nè. Cái lò này được đốt bằng chấu đó. Đồ mấy ngày. Ngày xưa đường bộ đây là con bướm bằng dừa. Đường bộ cũng chưa phát triển như bây quá. Giờ nhu cầu trao đổi hàng hóa thì ngày một tăng cao. Đây là chuối một rừng miền sông nước đang phát triển chợ chủ yếu của con bướm, địa phương bắt đầu tụ tập buôn
vàng ná bằng dừa bằng cái đó bằng gì vậy tốt, à, à, cái thao lao hả à? Và chỗ nổi cái đêm cũng được hình thành từ đó. Trời ơi mọi người ơi, coi cái đồ hư bia nè, thấy không, khá là đặc biệt. Đây nữa, mình không hiểu là cái này sẽ làm vào việc gì. À, massage tay. Đây, mọi người nhìn nó nè. Đó, vũ nữ chân dài 170 một bịch này nha mọi người. Cái đó là cái dừa non đó em. Đây là khô rắn. Khô rắn 300.000 một bịch. Quà đặc sản ngũ cốc sen, rượu bưởi. Đây là rượu bưởi. Ô, rượu mận nữa nè mọi người. Ô, ở ngoài là trái mận luôn nha. Khá là nhiều đặc sản luôn. Đây là nghệ, rượu xiêm, tiếu vườn sinh thái nha mọi người. Rồi cùng đi nào. Đây. Thì đây cũng là những vật liệu làm bằng dừa nha mọi người. Anh đặc sản của em ở đây là cái chỉ đồ tôi bia ghê đồ tôi bia vừa xài đó sở trường luôn rồi đó sở trường vừa xài đó là mình vừa đó thích cắm nhau. Nè, con nhìn thấy cái con làm sao thì nó làm vậy nha. Nè, hai chân rộng nè. Đó, bắt đầu. À. Đó, cái chân lên chứ mình cộng một xíu. Thấy chưa? À, ok. Đó, rồi, tới con đây, vô đi con gái vô đi. Cái đang chỉ đó, mà. Đó, cái cháu đáng được đấy. Đây, con tướng này, con tướng thanh long rồi nha. Dạ, hữu tiếu thanh long. Ừ. Rồi. Rồi, đây. Đó, mình tính vô đây. Oh. Rồi, để lại cái loại nào, cái loại nấy. Rồi. Rồi, rồi, cái màu nào, rồi. Rồi, đây, ở giữa. Đây là ở dưới nha mọi người. Cẩm hủ tiếu rất là đẹp luôn nha mọi người. Bóng bẩy. Cái này là mình cái này có 80% gạo, 20% là các loại củ quả như là củ dền, lá dứa, khoai tây, trái gấc rồi đó là nó 20%. Pha vô. Khoai nắng. Khoai nắng một đêm, ủ xương một để ý khoai nắng một nắng ủ xương một đêm. Dạ. Cắt xong cái mình hút chân không. Cắt cho xong khoai thêm 3 nắng nữa để mình hút chân không. À. Cái này phơi thêm tới 3 nắng nữa nha. Phơi tới 3 nắng nữa mình rút chân xong được coi những cái sản phẩm như thế này. Dạ thì không quá. Ờ. Còn cái loại này thì mình chỉ cần phơi 2 nắng thôi, bởi vì nó từ sợi á. Dạ. Nó từ sợi nó mau khô hơn cái cục này, cái gốc này. Dạ. Châu tiếu này mình để thời gian được 6 tháng rồi rất là ngon luôn. Dạ. Rồi. Làm ra thành phẩm. À, chút con mua là con ra kia mua hả chú? Mua đây luôn đi cũng được đó. Rồi đây là cái sản phẩm này, đây là hủ tiếu trà bông nè. Dạ, hủ tiếu trà bông. Bà con mình ăn thử đây không? Đây là hủ tiếu trà bông nha mọi. Hủ tiếu trà bông là đặc sản luôn, ăn đó bụng giờ nào mở ăn giờ nấy. Đây là hủ tiếu trà bông nha mọi người. Hủ tiếu trà bông nè bà con. Để mình ăn thử. Mình có thể nếu mà không có thời gian mà mình nấu hủ tiếu á thì có thể mình mua trà bông. Cái này hoa đậu biếc đó con, cái này nó có con biếc đâu quần nhà. Dạ đúng rồi, các gà không có thời gian mình phơi á ha. Cái nhiều lắm. Cô, cái này là mình từ gạo với bột mì. À. Với màu của quả đó là. Dạ, là 80% là bột gạo ha, 20% còn lại là màu của củ quả. Ừ. Dạ. Củ quả mì. Cái này được thử ăn chay củ dừa có sớm. Dạ, xích khác không? Xích khác. Dạ, đưa nhà mình làm luôn đó không? Làm đi. Mình lăn qua. Làm đi, cầm đi, cầm đi. Dạ, đó. Rồi, dở lên. Cái này ở đây mình bán đi trước đó. Mấy cái nước súp ra mình nấu súp rồi bán. Thử đây qua. Cái tay, cái tiền. Nếu mà cô muốn mua về, nhà băng thì con gọi để cho nó làm liền.
Rồi bây giờ mình sẽ thực tập một cái nha mọi người. Cái này thì hủ tiếu này nó 40.000 một ký, mình có thể mua một ký luôn. Mình, một ký luôn. Một ký mình để bao nhiêu phút cô? 15-20 giây. Một ký 40.000 thôi, một ký 40.000. Cái hủ tiếu này ở ngoài đặc biệt là không có bán ở ngoài, chỉ là dụ bà con dùng tới đây. Mình xuống mình lăn, lăn chừng phân nửa cái mình dở lên. Đó. Mọi người thấy sao? Một khối lên nóng luôn nha. Rồi mình sẽ cầm ngay đây. Đây là con mình mua cái thùng nước ngoài. Giá khoảng 15.000. Rồi. Là mình có thuê 3 nắng nữa. Trời ơi, trời ơi, đã xuống rồi. Cái này trước khi xuống như con là có thể thử một giấy dùng sữa thì cũng nghe mọi người. Đó. Trên sông nè, khi mà mình mới mua xong á, thật sự là nó đã lắm. Quá à. Quá ngon mọi người. Chữa hơn được không Vĩnh? Dạ được anh. Nó ngay nha. Sạch mình nha, nước ngọt đó nha. Rửa vô tư á. Hiện tại là Vĩnh đang đứng ở bến Ninh Kiều. Giờ này là 11 giờ mấy. Cũng khá là nắng nha mọi người. Thì thật sự là bến Ninh Kiều á, Vĩnh thấy là có vẻ như là nó đẹp hơn là lúc về đêm. Bây giờ thì không có đẹp lắm. Để Vĩnh quay vòng vòng cho mọi người coi nha. Đó. Đẹp thì không đẹp lắm nhưng mà mát cực kỳ luôn. Vĩnh nói ở đây không đẹp có nghĩa là nó không đẹp ban ngày. Ban đêm thì Vĩnh cảm thấy là nó lộng lẫy hơn. Đây, đằng sau Vĩnh là bức tượng của Bác Hồ. Dưới đây là mé sông. Rồi, mình cùng đi vài vòng nha mọi người. Đây, đằng này là cái bến tàu nè. Đằng này là cái bến tàu mà lúc sáng Vĩnh đi á mọi người. Đó. Dưới kia thì nó có một chiếc du thuyền. Ngày hôm qua đáng lẽ là Vĩnh sẽ tới đây sớm để Vĩnh xuống chiếc du thuyền đó đó. Nhưng mà không có kịp nha mọi người. Tại vì Vĩnh tới đây là 9 giờ mấy rồi. Tính xuống du thuyền đó để quay ăn uống trên đó cho mọi người coi. Nhưng mà xuống không kịp. Hy vọng là tại vì thời gian Vĩnh cũng không có nhiều. Hy vọng là lần sau là Vĩnh xuống dưới là Vĩnh sẽ quay lên chiếc du thuyền đó ăn cho mọi người coi. Thì nghe như mấy anh em ở đây nói là lên thuyền đó ăn á thì sẽ thuyền nó sẽ chạy vòng vòng giống như ở trên đó, mình ở trên sông Bạch Đằng đó mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của Vĩnh nha. Thì cái chuyến đi Cần Thơ của Vĩnh tới đây là kết thúc rồi. Tại vì Vĩnh không có thời gian nhiều, Vĩnh phải về thành phố lại Vĩnh đi làm. Hy vọng là clip tới mọi người cũng sẽ ủng hộ Vĩnh nha. Và đừng quên like cho Vĩnh một cái để Vĩnh có động lực quay thêm nhiều clip cho mọi người coi. Chào mọi người, hẹn gặp lại ở một clip tiếp theo.